Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Phi đang có mặt ở thôn Phú Bông, xã Di Trinh, huyện Di Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tiếp tục ngày hôm nay, Phi lại chia sẻ đến quý vị một hoàn cảnh của một người em trai, tuổi còn rất là trẻ, nhưng mà em không may lại bị cái căn bệnh suy thận mạn đã chạy thận 10 năm qua. Suốt 10 năm qua là em gắn liền với bệnh viện, chạy thận một tuần 3 bữa, rất là mệt mỏi, và hiện tại cũng đã biến chứng qua tim, qua khớp này kia, đi đứng cũng rất là khó khăn. Bên cạnh của em thì là mẹ của em, trong nhà hiện tại chỉ có hai mẹ con thôi. Được biết thì lúc trước cha mẹ của em sống không có hòa thuận với nhau, rồi cũng thành thử mỗi người mỗi nơi. Rồi mẹ em thì trước làm công nhân để kiếm tiền lo chạy chữa cho em. Bây giờ thì cô giới thiệu sơ qua một chút về cái hoàn cảnh của hai mẹ con của cô hiện tại như thế nào được không? Để con cảm. Cô trời thì cô đa rồi, cô đa tính mặt ở chân rồi, với lại to đâu trong nhà rồi cô nghĩ lùm, cô nhỏ cô lùm làm sai, cô kiếm tiền đủ rồi mẹ con em thôi, khi nào cô đa quá thì cô làm, còn cô khỏe thì cô lùm Có nghĩa là cái chân của cô là bị tính mặt ở chân này bố, mà cô chưa có tiền để đi rồi chích thuốc hả? bị tĩnh mạch hả? Cho nên cô không khép lại được hả? Ờ, cô khép được nhưng mà càng dũi lẫn quải hơn, thế những cái tĩnh mạch này này dũi lẫn quải hơn. Em trai là năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 26 tuổi. Em 26 tuổi hả? Dạ. Em giới thiệu sơ một chút về bản thân, họ tên, rồi bệnh tình như thế nào? Dạ, em là Nguyễn Hữu Hậu. Nguyễn Hữu Hậu, Dạ, em 26 sinh tuổi. năm 26 tuổi, sinh năm tháng tốt. Rồi bệnh tình của em. Em bị năm 2015 đấy, chờ bị hơn 17 tuổi á. Giờ em chạy thận tới đây cũng được 9 9 10 năm rồi. Tuần em đi ba bữa chạy ra Đà Nẵng, tự em đi tự em về. Tự chạy luôn hả? Dạ. Tự chạy ra nắng luôn. Chạy xe máy hả? Dạ. Sai vậy mà em vẫn ở đây mà chạy ra tuốt ngồi Đà Nẵng, rồi chạy thận xong rồi chạy về. Mà sao không chạy ở ở Điện Bàn? Giờ thì hôm trước em có chạy Điện Bàn nhưng mà sao cái chuyển ra ở ngồi xe á, mình xe á em chạy nó cũng khỏe, nên là em mãi lực em chạy, cố gắng chạy cho nó khỏe, giữ sức khỏe cho nó tốt. Chạy ngồi bệnh viện C Đà Nẵng. Dạ. Ở ngồi đó thì chạy nó khỏe hơn chạy trong Điện Bàn Dạ, em thì cũng thấy như thế, thấy nó hả? sức khỏe nó tốt hơn thì em mãi lực cho con. Em không biết trong mua tóc hả? Nghĩa là một ca chạy là mấy tiếng? Dạ, 3 tiếng 45 phút. 3 tiếng 45 phút hả? Dạ. Rồi có những lúc nào mà em chạy xong rồi em mệt em ở lại không? Dạ, có chứ, lúc có hỗn mệt quá thì mình ở lại, mình xin nhập viện, mình ở lại mình đó để cho nghỉ ngơi rồi đó. Dạ. Có khi nào đi xỉu không? Dạ không, Không chưa hả? xỉu. Hiện tại thì anh thấy cái đường gân chỗ em nó cũng không có nổi to lắm hả? Dạ, do cơ địa của mỗi người đó. Thường thường anh thấy những cái Thì bệnh nhân mà chạy thận cái đường gân nó nổi lên rất là to. dạ đúng rồi. À, em kiểu như cơ địa em cái mạch máu nó nhỏ á, cũng không phòng bao nhiêu, cũng thấy như bình thường đấy, nhưng mà Rồi bây giờ em thấy trong người em nó như thế nào? cái hiện trừ thì em thấy cũng sức khỏe thì cũng được thôi, chứ còn yếu hơn nhiều mấy năm trước lắm. Ổn định Mấy không? năm trước em còn rinh cái này rinh kia được, cái trừ năm yếu tay chân rồi đi khớp bị khớp á, rồi em đi chậm chộp lắm, đi gầy nhét. Đi gần nhất. Em mới uống thuốc kháng sinh gần đây nên đi lỡ tháng bình thường á, chứ em khách hàng cả tuần là em đi gầy nhét em đi không được. Dạ. Nó do nó biến chứng qua xương khớp háng hả? Dạ. Rồi em ngủ nghỉ rồi có được không, hay là phải ngủ ngồi? Dạ ngủ được. Ngủ được hả? Dạ em dư nước mới ngủ ngồi thôi, chứ còn Lâu em lâu là dư nước là ngủ ngồi. dạ. Nhưng mà em chạy cái thời gian 10 năm là cũng ok đó, ha. Dạ. Nhưng mà nó hơi mệt mỏi xíu.
Dạ, ai mệt quá, thời gian là đi xa quá, em mệt lắm. Thế rồi chạy chữa hồi đó tốn kém nhiều không? Dạ, cứ tháng nào mai cũng cho em 3 triệu để đi đường, xe ăn uống, với lại nạp bằng lạc. Bằng lạc là tháng là em nạp thêm 400 mấy nghìn, hầu triệu, hầu 500 mấy nghìn. Là mỗi tháng là 3 triệu hả? Dạ. À, cộng cái tiền ăn uống đi lại với lại thay đồ xe nhất xe rồi cộ, đó thôi. Dạ. Là tháng 3 triệu. Dạ. Rồi thêm thuốc nữa có hầu là mua thuốc thuốc rồi để uống tim thuốc con si. Dạ, thuốc khớp trừ có thêm khớp nữa. Mà chạy gần 10 năm qua thì em thấy như thế nào? Thì đấy cũng chấp nhận được, khổ đó là khó khăn là đi xe với lại tiền tiền mà hồng ngà đi á, chứ còn sức khỏe em cũng thấy cũng được. À, quý vị thấy cái hoàn cảnh của em Hậu á, nhìn rất là đáng thương. Từ cái lúc thanh niên 17 tuổi là em đã phải gắn liền với bệnh viện suốt gần 10 năm qua. Hàng ngày là phải 3 ngày là có mặt ở bệnh viện để chạy thận rồi. Cho nên cái tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của em nó dường như là gắn liền trong bệnh viện không ha. Dạ. Em rất là buồn ha. Nhưng mà mỗi người thì có một cái số phận. Cho nên là em càng phải cố gắng. Dạ. Để em vượt qua. Em nghĩ đó, đó em đau không nghĩ tiêu cực được, là mình phải cố gắng lên. Nghĩ tiêu cực lắm, mệt lắm. Cô là chia sẻ chút về gia đình cô chút được không? Cô thì chờ một mình để nuôi hén thôi. Thế cô khỏe cô lùm nuôi. Cô nằm xuống thì chết đúa hờ mẹ con thôi. Không lùm chứ được. Mẹ cô không lo cô được. Mà cô không lo được. Những lúc cô lo lắm. Cô lo như đứa là cô lo miếng thôi. Mà cô lo quá là bác đào đào cô tiền. Nhưng bữa tiền cứng cái đào luôn. Nên cô phụ uống thuốc hồi dưỡng nổ bổ thần kinh biết. Giờ đâu cô đi xuống ông trực ông cô bắt mạch. Ông cái mạch yếu với lại má không bơm liền đào. Có ông cho thuốc cô uống. Dạ. Cô đã đỡ hôm sau là cô đã biết. Dạ, dạ. Được biết là cô là có hai người con ha. Em có hai chị em. Là chị với lại em hả? Dạ. Có người chị nữa hả? Dạ có chị. Cô ông bé cô thì tao lộn nuôi đứa con ha. Ăn hạt cho hơi đứa con, đứa lớp bóng, đứa lớp bò cho trừ hắn ổn đau cái thể mẫn lo cho em hắn được trồng dạng được hắn có ví dụ thương thì đâu lúc có cho thì cái mình đi mua cho cô mít tam cô thêm vô mua cho cô ăn thì được, nhớ còn muốn lo thì luôn đáng lo còn hơi đứa con hắn đang lo cho hết. Dạ rồi nói về về cô chú thì đã chia tay lâu chưa? Cô chia ta hơn 10 năm rồi. Chờ cô nuôi hơi đời ai mấy ông bố trừ nữa đó. Khổ cực ăn má mà ông bố giống đứa hậu cô lộn tay. Hơn cho chị cô sách về nhà. Không có mua chí ra thôi con ơi. Nghĩ tới quá khứ nó cô buồn lắm. Thôi rồi, rồi ba em có phụ cấp gì cho em để em chữa bệnh không? Dạ không. Bố em cũng bệnh con ạ. À. Ba cũng bệnh luôn hả? À? Bố em bị bệnh chạy thận như hắn luôn mà. Ba cũng bị chạy thận luôn hả? Vợ ba em á hả? Dạ. Ba chạy thận luôn mà. Chạy điện bòn mà. À, vậy là hai cha con là đều bị suy thận hết hả? Cái này giống như là bị di truyền đó hả? Em thì hồi xưa bị từ nhỏ, còn ba thì bị tiểu đường qua. Tiểu đường nạn á, cái xong rồi mới bị... À, ba là từ tiểu đường đó rồi biến chứng qua suy thận. Dạ. Mới chạy thận đây bao lâu rồi? Dạ, gần một năm, năm chưa? Năm. Còn em là bị hồi nhỏ hả? Dạ. Hồi nhỏ là bị sao? Hồi nhỏ là viêm cầu thận. Hồi nhỏ viêm cầu thận. Dạ. À. Xong rồi lớn lên cái đi lùn rồi cái vô Sài Gòn em lùn cái trước đây mới là uống nước ngọt á, cứ phát bệnh rồi luôn. À, có nghĩa là lúc nhỏ là em đã bị viêm cầu thận rồi. Dạ. Sau khi đi Sài Gòn làm, dạ, uống nước ngọt, với lại thức đêm. Dạ. Vì sao nó chuyển qua suy thận luôn? Dạ. À, hồi đó em học tới lớp mấy? Dạ em học tới lớp 9. Lớp 9 là nghỉ rồi hả? Dạ. À, lớp 9 nghỉ nghỉ đi làm hả? Dạ.
đau không bị hầu mà viêm cầu thận đó, bác sĩ nói là cái cuối cùng lấy cái gì buồn ngủ biết cô không biết, cuối cùng cái bệnh viện cái xấu biết rồi cái đa chỗ này nè, rồi hấp cái chân này mà cô cũng biết, cái rồi đến khi cái mối chặt cũng vô sợ gọng hoặc nghề con luôn tiền phẫu mối cân đi đang vô đang nó đa luôn. Bác sĩ nói là bệnh nó đang không bao giờ qua được, làm đó thôi trước xa cũng không phốt. Rồi bây giờ thì hai mẹ con của cô đều đều bệnh hết, rồi cũng không có cái kinh tế. Cô không có công việc ổn định, thì còn cô là họ không biết, họ nhìn vô tưởng cô ấy, cô tiết kiệm đó, người ăn uống hơn em, chỉ còn cô thì mua bó rau cô em được, cô ăn dễ lắm. Mà đều cô đa rồi họ cho thuốc uống cái rồi cô mập ra dưỡng nổ với bác đó, cô cũng chờ cầu đồ uống á. Rồi cái kinh phí đâu mà mình cho em thì cô đừng xài miễn đủ có cho em thôi. Cô làm gì? Thì cô cũng phụ với đường cầu rồi qua ví dụ ái nó cho bốn buồn dài đứa rồi cô qua cô quằn quắn được đứa thâu cho cô cũng mong luôn chi được cái giờ trò chính hết. Công việc ổn định thì chờ cô chưa có, đất ruộng cô cũng không có. Rồi hồi trước là làm công nhân. Cô cứ ban đi lụm nhận đi cao miết nữa đó. Rồi sao cô xin về Phước Hữu Duyên cô đi so bác sĩ kêu là bị cái cổ này nè. Cái đầu cô mới xin về trên đây cô đi lụm. Sao cô bị cái chân này đang chiều lỡ hái cô mới đi khốn bác sĩ cái cũng thái rứa cô mới xin nghỉ. Rồi cô đi lụm bại nuôi em cho cô cũng như hạ mình muốn nuôi con bò không heo có đất trồng ra cũng rốt. Cô không có gì hết đó. Nếu cô khỏe cô lụm, cô không khỏe cô không có gì hết cứ. Thôi bây giờ thì cũng biết được hoàn cảnh của em Hậu á, thì con cũng đến để chia sẻ với em một chút, cũng góp thêm một chút kinh phí để em có em cái điều kiện em đi chạy chữa để kéo dài thời gian sống. Hồi trước là em có từng nghĩ đến đến cái việc mà mình ghép thận không? Mình ước mơ thôi chứ còn hồi đó cũng có gia đình mình không có, không đủ điều kiện hả? Em có em bệnh hết. Bây giờ em có cái nguyện vọng như thế nào không? Là khỏe mạnh, đừng có đa. Cái thận thì thường nhìn thấy không? Tiền nhiều cái thận là đau nữa. Chứ cô muốn đứa lá mà không có tiền, với lại thận là đau nữa. Cô cho. Cô đó bác sĩ cũng như cái chân đi tĩnh mạch với là bác mạch bị thận si. Không, nếu mà mói cho em cũng không lái. Cho không lái hả? Dạ. Một mình em là được rồi. Đừng có nữa. Một mình em bị là được rồi. Em mói lâu thì mói vô nó không ơi luồn nuôi hén á. Dạ. Như hơi mẹ con đi hủa con, cô ngỏ ơn nuôi hén. Mà hén cô không lao được cô cứ nghĩ rằng đào rứa miết nữa đó. Phải có người thứ bo thì gầu tự nhiên cái đào mình còn thanh thoảng chút. Còn chỉ có hơi mẹ con mà đứa đà ngồi rây. Thì lỡ cô nằm xuống nhiều lúc cô bị tê đào cô nằm cô khác cô không sợ sợ nằm xuống đây rồi em tiện đó đi tha bọn lạc tiện đó mua thuốc uống rồi suy sụp kéo giờ được ít năm được chứ hắn mận đất đồ nước ở mình thì húa gần ai cũng được. Nói chung nằm xuống rồi cũng suy nghĩ đủ thứ hết. Cô suy nghĩ hướng lắm, cô lo nghĩ mình cô với hắn là cô không lo được, không có người thứ bo mà biết không đây. Họ có cây cọc rồi hơi bơi cây cọc rút con cái còn cái con cô có con cái rút cái sập nhỏ vậy có không con nghĩ là đúng không. Nhưng mà cái lúc mà em bị là lúc trước là ba của em có phụ cấp do em chữa bệnh không? Bố em bệnh, bố em cũng bị bệnh kêu là ái mà bố em họ kêu bệnh ông tiểu đường nghẹn mà lùm rằng ông chờ ái được thành ra bố em cũng bệnh, lúc mà em bệnh là bố em cũng bệnh. Cho nên là cũng không giúp đỡ được gì. Không được. Một mình cô đó rồi kể tới đám tới rồi bò con lối xuống đồ họ cũng cho đầm mua rồi thêm vô rồi đi mượn đi mở chi đó đồ ha. Rồi cô đi lồn cô nhận ai cô xin đồ ăn gì của em nói thiệt luôn. Cái rồi cô để dành đưa đó. Rồi cô gỡ vô cô trả nợ. Lúc vô ăn nó nhỏ không có biết bữa cũng buồn nộm ra thôi. Cô về cô náo ra sao đó. Còn là công ty mấy bọn nó cho chạy sách về không nói thiệt luôn họ ở đây họ cũng biết mà nói chung cũng nhờ đứa
bạn bè bà con hàng xóm. Thế rồi cô để tiền dành là cô gửi vô cô toán nợ cho chú mượn giùm tao Sài Gòn á, mà không biết á. Cô về cô đi luôn về là túi bả giờ là cô vô bưu điện cô gửi vô để tỏa cho họ nhưng mà họ không biết. Em bị cái lúc tuổi mới lớn luôn đúng không? Là cái hồi đó là chắc là cũng chưa có biết. Mười ba tuổi giờ lúc đó em còn chưa biết mà. Hồi lúc đó em có chạy một lần đó là em chắc là chữa xong rồi hách đi luôn cũng được. Xong rồi về đây mà chạy khoảng hơn 3 năm rồi sao rồi em mới nhận thức là em chạy suốt đời đó. Ừ, lúc đó em chấp nhận có suy nghĩ gì không? Thì cũng buồn nhưng mà thôi chấp nhận. Những 1-2 năm đầu là em cứ nghĩ là sẽ chữa được hả? Dạ, lúc mà mới chạy là em nghĩ chữa được. Bình thường mà, bệnh đi bình thường rồi. Kêu chữa được dạ. Sau rồi mình thấy chạy miết nó cũng không bớt mà nó không... Dạ, cái chạy miết còn à còn ten rồi. Nếu em chạy, mới chạy là chạy có hơi lần thôi. Sao chạy lên 3 lần. Chạy rồi con đi chạy thận vẫn khỏe là mờ công hắn về con xanh lét xanh lờ mãi vô ông nằm có bữa là ngồi lên không được cứ nghe mót cái chân ông chờ ngồng được mà đỡ hơn lên mới đốt cho con miếng nước chứ không phải không khỏe đâu không diện chuối mũi chuối lớn luôn nghe mót con rón chạy về tới đài đài cô kè thầu con cứ đi đi chừng nào con đi không được thì mót bô với cầu rồi ra nguồn nơi rồi ví dụ con vô chạy mó nguồn nơi rồi mó ngó có chuyện kỳ không mó kiếm mó lùm trong bệnh viện nó mới nuôi cổng được nhỏ cứ đáng hết lợi cũng được rồi để bữa xa này thờ phượng đâu. Nếu mà khả năng mà sau này mà em mệt quá thì ra đó thuê trọ hai mẹ con ở rồi cô không cô xin nhập viện luôn. Cô xin bố sĩ nhập viện để cô lo cho hắn. Sau cùng bố cô rốn. Cái bệnh cô thì chắc cô bị rối loạn tiền đình này. Cái chân này thì chắc cô đi đứng cũng không nhiều trên ở bệnh viện nhiều xuống máy. Thì ngó ơn ái chị cô kiếm đầu đầm đầu gió kia đó cũng được. Nói chung mà chơi chị lùm nám được. Đủ nuôi ai qua ngà tới cùng thôi. Cái đường cùng đó hả? Chứ cô không biết nhờ ở đâu cô. Trừ cô thân một mình với mẹ con đâu chứ cô không nhờ được. Là này hắn có đi rồi thì cũng một mình cô lại cũng không biết rèn. Thôi đừng khác nữa muốn chị đâu con khỏe đó không mệt đâu thanh niên mà chứ khỏe mà kêu giờ bác sĩ cũng nuôi cô rồi kéo giờ tới vòng môi đó tới chứ không cái lượng trước được hồi tụt huyết ốt hồi lấy huyết ốt hồi ép tim nói chung là thuốc huyết áp là em phải có liên, giữ trong nhà dạ, tụt là mình uống liền hả? Dạ, lấy huyết áp là uống tụt là có ngậm kẹo đo huyết áp được là mình rồi em ăn uống rồi cũng kiêng cử nữa chứ hả? Dạ, bên đây bo tùng bên làm bố chạy có nuôi cô là ấy thích ăn gì cô cứ cho ăn nhưng mà cũng đừng nấu mặn quá cô cũng nghe lời nhưng mà hạn chế uống nước nữa chứ dạ hạn chế uống nước. Bây giờ cái khớp của em là giải quyết như thế nào? Dạ, bác sĩ cho thuốc điều trị uống, đơn em uống được một tuần rồi. Em đứng thì em đi anh trai thấy được không? Bệnh này đi. Dạ, bệnh này uống thuốc là đi đỡ hơn mấy hồi. Dạ. Bữa em đi cả nhét rồi. Ở đây đi cũng đỡ hơn hả? Dạ, bên em đi đã. Nhưng mà đứng lên thì nó mệt hả? Dạ. Khi mà ngồi đứng lên khổ cực lắm, cực lên cũng đa cái khớp của mình hả? Dạ. Em đi một đoạn anh xem nữa. Em đi đã rồi. Cũng còn nhắc nữa hả? Dạ. Mấy bữa đi không được nó còn. Dạ. Mà cô đỡ nó kìa, đi không được. Bữa hôm trước là em đi không được. Rước mà em ngồi lên xe em đi rồi viện anh bây giờ thẳng. Không có hết á, rồi. Có bé bộ nó đãi em đi dùm đi chụp phim rồi á rồi rốn ngồi lên xe đi về đến đà kinh lắm trời đi từ đây mà ra tới rồi Đà Nẵng là cũng cả tiếng đồng hồ hay dạ tiếng đồng hồ mà đi ra đi về trong khi cái chạy thận xong nó mệt nữa rồi đi về lại cũng mệt hay dạ. Nhiều cái cũng bất tiện đó chứ cô bô cho hắn thì đúa cô bô cô mà cô đi theo hắn là hắn rất liền
không có tiền là rớt liền rồi, chết liền, không có tiền tha bộ là không có tiền mua thuốc đồ hỗ trợ thêm cho ai, không có tiền đổ xăng đồ là ai mang chỉ cần mà hắn suy nghĩ thì cớ một cái thứ hơn không có tiền là hắn cũng chết liền chứ không có kéo được thêm bữa cô đâu. Dạ thôi được rồi, thì hôm nay con cũng thay mặt các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp cho em một khoản tiền là 20 triệu để em có thêm cái điều kiện em đi chạy thận này kia ha. Dạ. Có rồi, cô mừng á, cô cũng mừng hết tất cả những nhóm vô tâm đã quan tâm hơn mẹ con. Cô rất kỳ là cô mừng. Thì cô còn cảnh của cô là cô ôm biết được là cô không có được nuôi vợ ấy. Cô tổ nhiên vô cùi như thật đắm cô đa lạc lắm. Nhưng cô có một mình đấy. Mà cậu bé cô thì cô thương yêu lắm, mà chưa có mình đó. Cô đã lạc lắm, cô rất mạng. Cô nhận cái tiền này là cô cũng buồn lắm. Vì cô muốn để câu cô khỏe mạnh để dành cho những dụ dội. Chứ cô không muốn cậu cô mà làm bệnh từ nhỏ được. Dạ, dạ, dạ. Cho bà cứ cô trở thành số dạ, không cậu ơi. Dạ, thôi cô cố gắng lo cho em. Không nghe mà kêu mình ơn. Cái điều đa là sao với mình là một cái mình coi như không có nhất tình đợi. Bởi như vậy thì cô phải cố gắng, cô cầu cố gắng mà muốn cái gì nữa là cố gắng nổi. Cô phải cố gắng để cô giữ sức khỏe cho tốt, để còn lo cho em, chứ còn cô mà bệnh đau xuống nằm chỗ thì không biết nói sao luôn. Thôi có gì cô phải cố gắng. Cô tôi thay cô cứ nghĩ tới mà hắn đi đầu mình cô. Nếu mà cô làm thế thì em cô cứ nghĩ hơn điều nó biết thôi, trần trục cô biết không cái giờ mà cô không nghĩ, nhưng với cho họ thì cô đi đến cô thỏa nhiên, họ cứ nghĩ là đang tạm cô đơn giản nhưng mà thực chất không đơn giản, theo câu nghĩ mình có thể không chơi, chồng thì lấy vậy cũng lâm bệnh, bản thân mình thì một mình với hai đứa, hắn mang đi đầu cô ở một mình với lão cô đa cũng có người đỡ cô, mà lỡ cô làm xuống hắn lo đây. Ai cũng đi theo cô luôn à. Cô cứ suy nghĩ đứa nó biết đâu. Mà cô đâu biết luôn chứ đó. Cô chỉ ôm đang làm cô suy nghĩ biết luôn. Cho đến ngày đi rồi thì thôi. Dạ thôi nói chung bây giờ là em chạy cũng cái thời gian nó cũng lâu thôi, chứ không phải là nó đi là đi liền đâu. Không bố chạy cũng đuổi cô rồi. Cô ấy rồi cái bệnh đây là mà rủi rủi. Bệnh em là kiểu như là đi bất ngờ kiểu ốp bất ngờ. Dạ như nó như đơn trả đó, đơn trong quá trình trả đó mà mình tuổi ốp hoặc là lây ốp giữa chừng đứng tim giữa chừng là mình mất. Cái đó bình thường hả? Dạ nó bình thường đó, ở nguồn đó. Em gặp trường hợp đó chưa? Dạ ở nguồn đó gặp bình thường đó chứ anh. Đơn trả đứng thở cháy rồi cấp cứu mà không được thì cháy thôi. Dạ kiểu đó thôi. Nói chung là cũng có gặp mấy trường hợp đó rồi. Dạ nguồn viện nhiều. Dạ. Nói chung là mình biết trước được cái số của mình rồi. Cũng không nói trước được điều gì đó. Dạ. Thôi mình cứ bình thường ngày mua được nha. Dịch ngày nào hai ngày đó dạ. Thôi nha. Chứ trời gần còn suy sụp là còn sức khỏe còn mất thôi chứ không có được cái chi hết. Dạ. Trời hắn rõ là sợ cô đi theo em là không có tiền tới tốn em đi ra tha bòn lạc mà đồ ăn á. Cấn rõ đi còn biết không. Chứ cô đi theo em một lúc rồi là đi ra chạy rồi là bắt đầu chút mẹ. Nhưng bạn đi không nổi luôn. Dạ dạ. Cô biết chứ vợ không. Mà chẳng mang rón thôi. Cô ghém rón để cho má đi lùm chứ. Lùm được chuyện chơi đó được. Nhà không có không. Đâu chứ là cô vừa đi lùm vừa đi buông nhâm nhựa. Tái cơ em tái cho cô không em tái. Cô đi bụng bò mổ bò vô thừa cho cô cũng lo đi kiếm nhâm nhựa. Cho bố kiếm tiền thay em lo cho em. Dạ. Còn lúc em phát bệnh đó là cô mượn tiền Sài Gòn á. Là cô phải nhìn em là cái là cô mới là để dành tiền đó là cô mới gửi vô trả lại cho họ. Rồi thôi thì hôm nay con thay mặt các nhà hảo tâm gửi giúp cho em Hậu số tiền 20 triệu, cũng mong là góp thêm chút cái kinh phí để cho em Hậu chạy chữa. Dạ. Thì số tiền này là gồm có của các nhà hảo tâm là gia đình anh Băng ở Hồ Chí Minh là 2 triệu, gia đình bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Bích Hoàng ở bên Mỹ là 1 triệu, hai em Jason và Jackson ở bên Mỹ là 1 triệu, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hà và chị Nguyễn Thị Kiều ở bên Mỹ là 1 triệu,
chị Phạm Thị Hồng Lan là 1 triệu, cô Sang Lê ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Chính ở bên Mỹ là 1 triệu, chú Lâm và hai em Lê Lâm Phi, Stefan và Phan Long Phong ở bên Đức là 1 triệu, chị Bình An là 1 triệu, vợ chồng anh Sang chị Thu ở Seattle bên Mỹ là 1 triệu, chị Lê Đặng Thảo Phương là 1 triệu, hai em Benjamin Huỳnh và Jackson Huỳnh ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Văn Trương ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Giấu Tay ở bên Úc là 1 triệu, chị Hoàng Thị Cẩm Hồng ở Melbourne bên Úc là 1 triệu, chị Tố Anh ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Lê Thu Vân ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Nguyễn Thị Thanh Vân là 500 và chị Mai Dương ở bên Mỹ là 500. Đó là tổng số tiền 20 triệu của các nhà hảo tâm gửi giúp nha. Dạ. Này, con gửi tiền rồi, cô nói gì cô nói nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, rồi 20 triệu ha. Này, con gửi cô. Thôi, cô cũng gửi lời đến để cảm ơn hết tất cả mọi người do khổ tâm đã quan tâm giúp đỡ đến người mẹ cậu cô trong hoàn cảnh khó khăn. Cô rất kỳ là cảm ơn. Cô tha mẹ cho con trai của cô luôn. Rồi cũng nếu mà có nuối cũng nuối lời nhiều cô thôi. Thôi, cô xin cảm ơn hết tất cả các nhà hảo tâm. Dạ, dạ. Thôi, cô cần phải cố gắng hơn để giữ cái sức khỏe mình cho nó tốt. Có gì đó cô còn lo cho em nữa. Ha, em cũng cố gắng nha. Dạ. Chạy rồi cũng gần 10 năm qua rồi thì từ mình tiếp tục mình hết chiến đấu. Mình chiến đấu thôi chứ sao biết nói sao ha. Dạ. Nếu mà mệt nữa quá nữa thì tính cái đường khác, chạy ra chạy vô xa mà cũng nguy hiểm nữa chứ. Lúc mưa bổ không à? Sợ nhất. Em sợ nhất lúc mà trời mưa lạnh thôi chứ không. Biết không, tới ngày chạy thẳng mà bổ tới cô không biết lùm đen hay trâu. Cô chọn rồi bệnh viện ở lợi thì nước ở bên đường mình nó phủ hết trơn bôi dai rồi. Không cầu đường mà thoát ngủ đêm tới sáng là nước vô bất ngờ lắm. Không đi được, các cô mới thấy không biết đang khăn rón. Rón cho qua cái nhà nó thì không dám ăn, không dám uống. Để cho giữ được qua cái nước còn là bắt đầu mấy đứa kéo xe bò rón bỏ xe cũng lầy. Cái rồi chọn đi trà thẳng đó. Dạ là cũng bị dính lục rồi đó hả? Dạ, dính lục nhiều lắm. Dính lục cái đường mà bên chỗ con đi đường chỗ chạy nó là nước không lầy tới cái dốc nó chả như cái thốt luôn không. Dính lục cái là cũng không đi chạy thẳng được. Còn bộ là cũng phải... Trước đây á thì dính lục cái là em không đi chạy được. Gần đây em có quen bọn á, cái rồi nhờ ở chỗ điện ngạp á rồi ở luôn đó hả? Mình nhờ ở rồi nói chứ sao đi chạy thẳng chẳng. Cái lúc mà bị lục á là em bị em giờ em ở nhà bao nhiêu ngày? Nó 1 tuần, hồi đó em mới chạy. Hồi đó mới chạy hả? Dạ, là em ở nhà 1 tuần. Ở nhà 1 tuần luôn, rồi có sao không? Mệt. Ừ. Dạ, uri nó lên. Phù không? Mình không uống nước, mình rốn, không uống nước. Khót lắm, mà không uống nước rồi mình ăn thôi á. Uri đoạn lên á, người mình mệt lên. Dạ, đó thôi. Rồi bây giờ mình cũng rút kinh nghiệm trời mà nó mưa nhiều là mình... Đó mình đi. Đó đi là ở rồi đó chứ còn về mà dính lục nó thôi không biết sao luôn hả? À. Dạ. Từ bố nó không, từ bố lỡ mà bố là thứ ngày mà bố gió là đi là như là không biết luồng đen điện đất xe là không giống đi. Yeah. Mà đi xe thì nguy hiểm mà hậu tới đột xuất như đặng nó. Nó tới đột xuất cô cây cái trừ ai mà có mái nhà rồi mà trừ không đi thì ai cháy thôi. Trời ơi, bố bộn cái đình đuối thân để điện dùm taxi qua trong đây. Rồi chỗ quen biết họ cũng bớt bớt chút. Môn bệnh đi khổ lắm mà. Thằng Tâm mà tới lúc trời mưa là cô hầu hột ướm lắm. Yeah. Thôi dạy hai mẹ con cố gắng nha. Dạ. Yeah. Em cảm ơn anh Phi. Em cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em. Cũng cảm ơn chị Trung đã kết nối với anh. Để em biết tới anh để... anh giúp đỡ em bữa nay. Cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ dạ, không có gì cô. Không có gì thì hai mẹ con cố gắng tiếp tục chiến đấu thôi nha. Ha. Dạ. Rồi, bây giờ Phi cũng xin tạm dừng chương trình tại đây và qua đây cũng xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành để hỗ trợ giúp đỡ cho
Em Hậu có cái kinh phí để chạy thận. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại.